Nhật Bản sẽ tặng Mỹ 250 cây hoa anh đào để thay thế những cây bị đốn hạ trong quá trình trùng tu hồ Kidanbashin, thủ đô Washington. Cơ quan công viên quốc gia Mỹ tháng trước cho biết sẽ chặt bỏ 300 cây, trong đó có 158 cây hoa anh đào xung quanh hồ nhân tạo Kidanbashin và công viên West Potomac để sửa chữa những bờ kè đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong chuyến thăm Mỹ vào ngày 10 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh sẽ tặng Mỹ 250 cây hoa anh đào mới vào năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ để thay thế những cây bị chặt. Nhật Bản đã từng tặng Mỹ 3.000 cây hoa anh đào vào năm 1912. Ông Kishida nhấn mạnh, hoa anh đào thường sống khoảng 60 năm, nhưng những cây ở thủ đô Washington sống lâu hơn, trong đó có một số cây đã 112 năm tuổi. Món quà này mang tính biểu tượng về tình hữu nghị giữa hai quốc gia. もう一度日本側から素晴らしい贈り物をいただいています。この咲いたという知ったという。